Ê, ê, Linh, Linh, lại, lại dạ. Ủa bà hồi nãy mày tính tiền đúng không? Hồi nãy hả? Ừ. Không tính. Bữa nay là mình bán đồng giá 13 ngàn đúng không? Đúng rồi. Đồng giá 13 ngàn mà bàn đó 7 món, mày tính sao ra 28 ngàn hay vậy? Không tính đúng mà trời. Mày tính đúng? Đúng rồi. Rồi sao mà đúng? Trời ơi, cô con dạy vậy đó. Bây giờ tao mày cái gì nè? Con đâu có biết đâu mà con tự tin đúng. Tự tin đúng đúng không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ mày tính đi. Mày tính sao mà 13 nhân 7 mà ra 28 được? Tháng sau tao cho mày lên gấp đôi lương. Thì ra ông chủ nói nha. Ê, rồi giờ ông chủ có cái bút lông không? Nè. Đâu ra vậy? Phải bút lông không? Dạ ông chủ thấy nha. Ờ. Con có 28 đúng không? Rồi. Đó. Là đúng là cái tiền mà đưa cho tao đó. Đúng đúng. Ừ. Đó, kìa con chia nè. Đó. Con chia cho 7. Đi 28 chị 7. Hả? Ra 13 là nó đúng. Mày chia ra số tiền đồng giá bữa nay đó. Đúng rồi. Chia đi cho ra 13. Con chia nha. Ờ. Bây giờ nè. 2 chia 7 được không? Không. Đó, thấy không? Không mà được cái gì. Rồi, con tạm thời con lấy con bỏ túi ông chủ, bỏ vô. Không được, cất cất cầm cầm cầm. Hả? Ông phải lại. Giữ cặc nha, đừng có bay á. Bay. 8 chia 7 bằng nhiêu? À, 1. Đúng rồi, 8 chia 7 bằng 1 nè. Đó, thấy không? Ờ. Đó, bây giờ có 1. Giờ nè, để số 2 đâu? Số 2, con lấy số 2 lại, lấy số 2 lại. Lấy à? Bỏ cho 2 vô. Đó là 2. Đúng không? Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy 21 chia 7 là nhiêu? 3. Đó nè, 3. Đó, không cho thấy tính đúng bộ. Đúng không? Ủa kì. Không, sai rồi. Bây giờ không cho chia nữa mày. Bây giờ cho nhân đi. Bây giờ mày nhân mày lấy 7 món. Mày nhân vô 13 ngàn. Được, được. Được. Ông chủ đợi con xíu. Kỳ ta. Chùi này, chùi nha. Đó, chùi. Xong, thấy không? Bây giờ gì sao? Nhân lấy đúng không? Rồi ok, bây giờ lấy nè. 13. Thấy không? Nhân cho 7. Đó đúng rồi, nhân cho 7. 7 bao nhiêu? 21. Có gì 21? 7 x 1 nhiêu? 7. Đó, 21 còn 7 nhiêu? 28. 28, đúng chưa? Chớ vậy. Tính đâu có sai đâu. Con tính đúng lắm á. Không, mà không được. Bây giờ không chơi cái này nữa. Mày cộng cho tao. Không chịu luôn hả? Không, mày cộng 7 lần của 13 cho tao. Con chữ mệt quá. Cô con dạy vậy mà. Đã đây không? 13. 13 nè đúng không? Đó, 3 nè. 4. Đó. Mấy rồi, mấy rồi? 5 rồi. 5 rồi, 5 rồi phải không? 6. Là 7 nè. Thôi đưa tao cộng cho. Tao không tin tưởng như mày được nữa. Ừ, cộng đi. Mày ngó tao cộng nè. Vâng. 3. Vâng. 6, 9, 12, 15, 17, 21. Đó, thấy không? Đúng 21 đúng không? À, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Đúng không? 28. Đó. Đúng không vậy? Ôi, kỳ quá. Con học giỏi lắm mà. Nói hồi sao tao điên luôn. Bây giờ mày ở đây mày coi nhà đi. Tao vô tao hỏi nha, em yêu của tao. Hỏi tiền của con mà. Tại sao vậy? Tại sao con lại ăn cắp tiền của khách hả Liền? Ông bà đối xử với con tệ lắm hả? Con nhớ lại đi. Cái ngày mà lần